Chào chào và cộng đoàn. Con là Maria Trần Thị Thanh, con ở Nam Định ạ. Con thuộc địa phận Bùi Chu. Con nhà con thì được nhiều ơn lắm, con kể hai ơn này ạ. Thì con bị đau khớp, rồi đau bị thoái hóa đốt xương cổ, rồi xương lưng, rồi con bị gãy cột sống. Nhưng mà bây giờ con khấn lòng thương xót Chúa, thì cha và cộng đoàn đã khấn cho con khỏi hết rồi ạ. Còn con xin làm chứng cho chị con với em con ạ. Chị con thì bị bệnh u não ạ. Trước khi chị con đi mổ thì gia đình con cũng kêu xin Chúa cùng Đức Mẹ để khấn lòng thương xót Chúa, thì cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chị con mổ được bình an. Chị con 70 tuổi. Còn em con nữa, em con cũng mổ não, em con 50 tuổi cũng mổ não mà hiện nay cũng khỏi, cũng đẹp hết rồi. Dạ con bây giờ con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha và cộng đoàn. Con có tí quà, có hơn chục cái máy, con xin cha nhận cho con làm đi làm từ thiện. Xin cho một tràng tay thật lớn cho anh xem. Đây là hơn chục cái máy mà đây cha gửi tặng cho con, chỉ có một cuốn tập sang Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, Tình Trời Tình Đất nha. Thưa anh chị em, vừa rồi là chúng tôi nhóm thiện nguyện và cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo Điểm Tin Mừng đêm hôm qua thứ hai đã đi công tác sang đến Campuchia, đến một giáo xứ là những người Việt Nam ở đó. Nơi đó cách đây khoảng gần 30 năm là những người Việt Nam mà đi vượt biên, rồi sang tới Campuchia thì bị giữ lại, đi thì không đi được, về thì không về được, và họ ở lại bên đó. Và khi mà sang bên đó rồi thì anh em chúng tôi mới thấy rằng là họ còn khổ hơn những người dân tộc ở Việt Nam. Mỗi gia đình họ chỉ sống trong vòng có mỗi 3 mét, 6 mét, mà không phải là một cái nhà, chỉ là một cái lều thôi, mà không có một cái đồ đạc gì cả. Người ngợp ăn ở rồi nấu nướng đủ mọi thứ ở đó. Người ngợp rồi thú vật rồi nấu nướng ở hết tất cả một chỗ như vậy, chỉ có mấy mét vuông như thế, và chả có gì để làm, và họ cuộc sống rất cơ cực. Thì ở đó may có một linh mục, nay cũng 77 tuổi, cha ấy cũng vượt biên, rồi cũng bị giữ lại. Mà nhờ thế mà ngài bắt đầu mới gây dựng lên được cái giáo xứ ở đó. Mà giáo xứ như vậy mà có tới 26 cái họ lẻ tẻ. Mà những người Việt Nam vô cùng khổ. Tôi nói là khổ hơn những người dân tộc ở Việt Nam, thì chưa biết cái khổ nó cỡ nào. Nó nghèo, nó khổ, nó tăm tối, nó mịt mù. Và cái giáo xứ đó đối diện thì lại là những sòng bài casino rất lớn, rất đẹp, nhìn lên không thấy nóc đâu cả, cao ngất ngưỡng. Một bên thì rất giàu rực rỡ là casino với những sòng bài ăn chơi, một bên là cuộc sống lầm than lam lũ tăm tối không tương lai mờ mịt của những người Công giáo Việt Nam ở bên Campuchia. Và có một cái điểm đặc biệt là khi anh em chúng tôi đi đến thăm thì chỗ này chỗ kia họ đều mở lên, họ nghe những bài giảng Lòng Chúa Thương Xót. Hỏi ra thì mới biết là có một vài người Việt Nam từ Campuchia họ về đây, rồi họ mua cái máy, họ sang họ tặng cho những người anh chị em bên đó. Và cha sở bỏ ao ước làm sao mà cha có thể giúp cho mỗi gia đình chúng tôi có được một cái máy. Khoảng 500 gia đình như vậy, mỗi người gia đình có được một cái máy. Vì đấy là cái phương tiện mà tối thiểu để họ có thể biết được về Lòng Chúa Thương Xót. Vì ngay cả điện thoại wifi á, mãi đến 8 giờ tối thì người ta mới cho mở wifi lên, chừng đến 11 giờ là tắt. Còn ban ngày là không có wifi, có internet cái gì cả, nó cứ tối tăm, nó cứ lầm lũi như vậy. Thưa anh chị em, cuộc sống nó mờ mịt lắm. Cho nên về đây mà thấy anh chị em mình như vậy còn thấy hạnh phúc lắm. Cho nên tôi tha thiết xin anh chị em vì đức vâng phục vâng lời đến đây, hết sức tiết kiệm,
ăn uống thật hạn chế, không có mua bán cái gì, quần áo, đồ ăn, thức uống gì, quà cáp gì hết, mà hãy tận dụng tất cả thời giờ để mà dành cầu nguyện, công sức để mà cầu nguyện và tiền bạc để xem mua những cái phương tiện, máy, sách, ảnh, chuỗi quà đi về để loan truyền lòng Chúa thương xót cho những người khác. Ước mong rằng những anh chị em đang sống đầy đủ ở nước ngoài hãy nghĩ đến 500 gia đình anh chị em Việt Nam ở Việt Kiều mà phụ giúp chúng tôi để gửi tặng cho mỗi gia đình ấy được một cái máy. Nghe rằng lòng Chúa thương xót, xin Chúa chúc lành cho những thành tâm cố gắng thiện chí của anh chị em. Rồi mời chị lên đây.